Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, đấu tranh trên không gian mạng không nên chỉ vì cảm tính cá nhân, nhất là với lý do dại gái hay mỹ nhân kế. Đấu tranh cho cái đúng, cái công bằng là điều quan trọng, không phải vì sự thích cá nhân hay vì một ai đó mà mình mê mẩn. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đấu tranh không nên chỉ vì cảm tính cá nhân, nhất là với lý do dại gái hay mỹ nhân kế, bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa. Có lẽ ai cũng biết, đấu tranh trên mạng, đặc biệt là khi đối mặt với những vấn đề nhạy cảm, nó như cái cần câu cho những ý kiến trái chiều. Nhưng mà có một số điểm mình thấy cần phải nhấn mạnh. Trước tiên, việc dùng Facebook ảo để đấu tranh không phải lúc nào cũng là xấu. Nhiều người họ làm việc trong các tổ chức, cơ quan và không muốn mình vướng vào rắc rối. Hay đơn giản là muốn tránh những phiền phức từ những kẻ quá khích trên mạng. Nhưng mà cái chính mà mình muốn nói đó là dùng tài khoản ảo để tấn công người khác, nhất là đồng chí, đồng đội của mình, thì đúng là không ổn tí nào. Hành động này giống như ném đá dấu tay, không xây dựng được gì cả, lại còn tạo ra nghi kỵ và chia rẽ. Và khi bị phát hiện, nhiều người lại cố tình chối bay chối biến, dù trời đất biết, sông biết, cá biết rồi. Cái kiểu hai mặt này không giúp ích gì cho việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết. Mình cũng thấy có một số người họ đấu tranh vì cái đúng nhưng lại bị phản bác một cách gay gắt và trở thành là nạn nhân của sự phản bác đó. Một số lại còn dùng chiêu bài phụ nữ yếu đuối để tấn công người phản bác, làm như mình là người bị hại. Nhưng trên thực tế, đấu tranh cho cái đúng, cái công bằng thì không có chuyện phân biệt giới tính cả. Đấu tranh xây dựng lẫn nhau, đó là cách để cộng đồng mình trở nên mạnh mẽ và thống nhất hơn. Chẳng có chuyện lấy đỏ đánh đỏ ở đây đâu. Nếu ai đó nói như thế thì chính họ đang cố gắng triệt tiêu ý chí đấu tranh và làm mất đi sức mạnh của tập thể. Cuối cùng, đấu tranh không nên chỉ vì cảm tính cá nhân, nhất là với lý do dại gái hay mỹ nhân kế. Đấu tranh cho cái đúng, cái công bằng là điều quan trọng, không phải vì sự thích cá nhân hay vì một ai đó mà mình mê mẩn. Mình muốn nhấn mạnh đấu tranh là cần thiết, nhưng cần phải minh bạch, công bằng và xây dựng, không phải để tạo ra mâu thuẫn hay chia rẽ trong cộng đồng. Cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau, đó mới là mục tiêu mà chúng ta nên hướng tới.